Xin chào cô chú anh chị, hôm nay Nghĩa trở lại thăm năm mẹ con. Chào con. Chào chú. Giỏi, con có mời chú vô nhà không? Mời chú vô nhà. Rồi, con dẫn chú đi đi. Đi thôi. Đi thôi, con đi trước đi. Rồi, thấy thương hả? Mà bữa nay con có ngoan không? Dạ có. Su bữa nay có ngoan không? Ngoan không? Nào con ngoan thì sao? Nè. Su, con dạ con ngoan. Con nói con chào ông bà đi. Con chào ông bà. Dạ hỏi. Rồi bây giờ Su dẫn chú vô nhà. Anh chào chị. Dạ con chào chú. Con chào chú. Con mời chú đi vô nhà. Dạ, trời ơi, hôm nay ngoan quá trời ngoan. Chị vô nhà ngồi chị. Rồi Su dẫn chú đi tham quan nhà lại hả? Nhà sao? Trời ơi. Nhà đẹp quá vậy. Trời ơi, bữa nay nhà đẹp quá vậy. Ủa là tối chỗ này là ai ngủ chị? Dạ, đây là mấy em với Su với nhỏ nhỏ, còn hai anh em nó ngủ dưới đây. Trời ơi. Dạ. Trời ơi, đã quá vậy. Dạ. Rồi tủ lạnh nay có xài gì chưa chị? Dạ có mua đồ để. Đâu con trai mở cho chú coi. Bên mở ra cho chú nhé, khai cho con. Ô trời ơi. Quá trời luôn. Người ta cho anh. Người ta cho mình ha. Dạ, với cái cô bên đây. À. Với mới lại cô bên đây cho trứng gà với bột ngọt đồ xài. Mì nữa. Rồi Su đi ra nè, để đó tí nữa mẹ cho ăn. Uống nước hả? Trời ơi. Đã quá. Dạ. Trên này có đông đá không? Đó. Trời ơi, thích quá ha. Dạ. Cái có cái game nữa. Hôm mấy nay mình có nấu cơm cho chị? Dạ có anh. Là mình. Dạ. Thôi cho bé cây kem nữa con. À, mình có nồi cơm điện rồi luôn ha. Dạ nồi cơm điện cũ. Dạ. Dạ. Rồi thì mấy mẹ con ngồi ăn cơm ở đâu? Dạ mấy mẹ con em ngồi ăn cơm ngoài này. Dạ. Ngồi dưới đất hả chị? Dạ. Thôi để tí đi rồi em mua cho mấy mẹ con cái bàn dạ. Nấu á. Cái dạ. Mình ngồi cho nó. Dạ. Thoải mái ha. Dạ. Trời ơi. Em ngủ. Thôi mấy mẹ coi lên trước dạ. Ngồi đi cho nó mát mát. Dạ. Su ơi. Dạ đi con. Con ăn cái gì? Dạ. Con cho chú ăn với được không? Được. Thôi con ngồi với mẹ đi. Lên trên ngồi mẹ đã rồi nè. Lên ngồi. Có niệm nữa. Cái niệm của người ta cho con luôn. Ngồi đàng hoàng đi con. Ngồi xích trước con. Rồi bây giờ là chị là tâm trạng giờ ổn định lại chưa? Dạ được, vui quá. À. Dạ. Bây giờ là mình đi bán vé số với con lớn hả chị? Dạ. Còn ba bé này thì sao chị hả? Ba bé này thì con bé lớn, con bé thứ ba này nó giữ hai nhỏ này. Em bán cái chừng khoảng tiếng em chạy về em dòm. Dạ. Chứ dạ. Giờ rể nó bị bệnh gì không ai giữ hết á, không ai dám nhận. Dạ. Dạ. Rồi con ngày nào con cũng trông em á hả? Rồi con có biết giờ cho em uống sữa không? Dạ biết. Giờ sao con nói chú nghe thử? Con quậy sữa cho em. Con quậy sữa luôn hả? Con biết quậy sữa cho sushi luôn. Biết luôn? Biết. Ờ giỏi vậy? Biết rửa chén luôn. Biết rửa chén không? Biết rửa chén luôn. Biết. Biết không hả? Tí nữa con rửa chén cho chú coi được không? Hả? Được hay dạ được. Con giặt quần luôn. Con giặt quần luôn. Con giặt quần luôn hả? Đồ của nó là nó tự giặt à. Ủa? Đồ tự giặt luôn hả? Nó vô thì đồ nào của nó cái nó lựa nó bỏ vô thao nó của con giặt. Bỏ sao con nó dặm. À, mấy đứa này đứa nào đồ của đứa nào đó nó giặt nó nói vậy đó. Vậy hả Su Su? Dạ đi con. Tí nữa con giặt cho chú coi đi được không? Dạ. Dạ được. Nói đi. Con có hồ bơi nè. Có hồ bơi nè. Chú quay cửa rồi. Rồi tí nữa là chú với con bơi trong hồ đó nha. Thường con nghe. Dạ đi con. Dạ được. À, hôm nay mấy mẹ con bán bao nhiêu tờ số chị? Hôm nay bà bỏ 220. Dạ, sáng bán được bán nhiêu từ sáng cũng có trăm vé anh. Được, khoảng trăm dạ, ha. Dạ, chưa được. Còn nhiều lắm. Hay mẹ con bán hồi sáng giờ ha. Dạ. Rồi em đi về em giặt đồ rồi cho thằng nãy đi bán. Cứ tiếng là chị chạy về trong dạ. Bé ăn lần hả chị? Dạ, tiếng em chạy về trong nó ăn lần. Dạ. Chạy hết không hết thì cũng về rồi. Rồi mỗi lần hồi trước mỗi lần mình đi khám bệnh là mình đi lên xuống là tốn bao nhiêu tiền xe chị? Dạ 500 ngàn. Đi mỗi lần đi về là 500. 500 ngàn. Dạ. Ngày em thấy cũng ngán tiền quá trời luôn. Mỗi lần đi là 500, 500. 3 ngày là phải đi một lần. Ừ. Dạ.
Rồi mình bán số giờ đi muốn hết tiền luôn hả? Dạ. Đi bán số cũng đâu có đủ đâu, đi mỗi lần đi cái tiền xe không là 500. Là mỗi lần đi 500. Dạ. Mình bán đi với số mấy ngày là muốn hết rồi. Dạ. Dồn dồn lên là hết. Dồn lên đâu có ăn đâu, người ta cho thì ăn cái này ăn kia vậy đó, chứ đâu có dám phá tiền nữa. Đồ ăn đa phần là mình đi bán vé số rồi. Dạ. Bà con cũng biết mình, người thương. Dạ. Mình, người cho. Dạ. Mình ha. Em không có dẫn mấy đứa nhỏ đi, nhưng mà em bán người ta hỏi hoàn cảnh sao mà đi bán vé số. Dạ. Rồi em kể thì năm mẹ con em vậy đó. Rồi cái gì kia bà bán cá thì bữa nào có cá ngọt thì bà cho. Con biết hối nhạo. Dạ. Luôn đó. Dạ. Rồi rau rác thì dọn phụ chợ á, rồi người ta cho rau với trái cây ăn. Ủa, chị cũng dọn phụ chợ. Dạ, hả? Dạ. Em cũng như dọn chiều người ta bán không hết á, cái mình dọn chắc vô phụ người ta, cái người ta cho. Rồi xong rồi chị vẫn đi chùa đều đều. Dạ, đi chùa mình... nhưng mấy ngày nay ở đây sao quá, em chưa có đi, 2-3 ngày nay em chưa có đi lại chùa nữa. Dạ. Chứ mỗi thường em lấy chiếc xe đạp về là bán xong rồi em đi vô chùa không à. Chứ mấy ngày nay mình cũng dọn. Dạ. Nhà tới lui. Dạ. Cũng hơi mệt đó. Dạ, chứ con bé nó cũng hơi đừ, em chưa có đi. Ừ. Dạ. Rồi chị có biết chạy xe máy không? Dạ biết, em biết chạy xe máy. Chạy cứng không? Dạ, cũng đỡ. Cũng đỡ. Nhưng mà ra đường lộ lớn quá không không dám chạy. Chỉ nhỏ nhỏ đi chợ rồi được. Ừ. Dạ. Rồi nếu như mà chị có một cái chiếc xe máy rồi, chị dám chạy chở con đi khám bệnh không? Có thằng nhóc này ẩm thì chạy từ từ được, chứ chạy nháy không được. Đông quá không dám chạy. Nhưng mà trước khi chạy là chị phải chạy từ từ lại chạy, tập cho nó quen vài ngày á. Em chạy, nếu mà đi có chiếc xe thì em chở nó, như sáng 5 giờ em đi sớm lên chở nó, mấy mẹ con ngồi quán á, rồi đợi tới giờ vô khám, chứ đi đúng giờ không dám đi. Đông quá không dám chạy. Rồi mấy nay con ở nhà có ngoan không? Giỏi. Con lên ngồi với mẹ. Giỏi nha. Tí lên đây ngồi với mẹ. Tí mua cho con đồ ăn nữa nha. Đi lên đây. Bây giờ em thấy chị mà 3 ngày mà đi khám bé 1 lần mà 500 ngàn vậy. Mình bán 1 ngày là, nếu mà bán được đó, thì. Dạ. Ngày lời có 200 ngàn à. Dạ. Mà 3 ngày thì được có 600 ngàn. Dạ. Nhưng mà bà bữa ngày... nào không hết thì phải ôm lại, không bà không cho trả. Dạ. Dạ. Hồi bữa giờ lo dọn nhà dọn cửa hả, bị ới được 3 lần luôn. Giữ máy trời ơi, rồi buồn gì đâu, không ôm với số lại trả, ba bá không đưa, ba không nhận lại gì hết trơn. Dạ. Dạ rồi bây giờ là mình lấy số vừa sức thôi, giờ cứ một ngày 200 cái hàng bán thử như sao. Dạ. Hôm nay thì em tới đây thì cũng như là thăm nhà coi mấy mẹ con bữa rày sao. Dạ. Đồ đạc mình phơi trước được hết hả chị ha? Dạ được. Đồ người ta cũng mới cho em, mới giặt lên phơi được mà. Rồi sau khi chị về đây chị thấy như sao? Dạ vui mừng được cái căn nhà vậy, y như mà có tiền được cắt được cái căn nhà, chừng nữa chồng em về cũng có căn nhà để ở, ổn định vợ chồng sinh sống. Em cũng mừng. Bữa rày có nghe tin tức của chồng sao nữa không? Dạ không, ngày hôm qua em có đi thăm mà, em có đi hỏi mà người ta nói chưa đâu, đợi chừng nào tòa xử người ta mới cho hay, chỉ đem gửi đồ cho thôi. Dạ. Dạ. Thì hôm nay tới đây thì em cũng chia sẻ với chị một cái tin vui là cô Hằng ở bên Mỹ á sẽ tặng cho chị một cái chiếc xe máy. Tí nữa em dẫn chị đi mua xe rồi chị tập chạy cho cứng xíu. Rồi có gì chị chở con bé đó chị ẵm bé đi rồi cho đỡ tốn tiền. Chứ giờ 3 ngày mà đi tiền chị tốn tiền quá. Dạ con cảm ơn cô Hằng. Dạ năm mẹ con cảm ơn cô Hằng nhiều. Con vô cảm ơn cô Hằng rồi kìa. Đi vô đây cảm ơn cô Hằng đi con. Cho xe máy kìa. Đi rồi mình chở đi chơi nha. Đi mua xe máy đi đó. Nghe mẹ chở đi tắm hồ bơi nha. Con ngồi đây nè. Thì tí nữa thì em dẫn chị đi mua xe máy nha. Dạ. Rồi em cũng xin chúc mừng cho chị. Dạ. Rồi chị cũng cố gắng lo cho mấy đứa nhỏ. Dạ. Chờ chồng chị về chắc. Dạ. Khi mà chồng chị về chắc chồng chị cũng vui. Dạ, mừng lắm. Dạ mừng, chắc anh mừng lắm. Em cũng mừng nữa. Em thiệt em mừng với trời lắm. Được có căn nhà như vậy, được có Mạnh Thường Quân với bà con cô bác gần xa giúp đỡ năm mẹ con em vượt qua khó khăn. Cũng nhờ có anh, cảm ơn anh, cảm ơn Mạnh Thường Quân. Dạ. Dạ. Mừng. Chồng chị hiện tại thì cũng ở trong cổng, cũng. Dạ. Không biết là. Dạ. Cuộc sống của mấy mẹ con giờ ra. Dạ. Sao nữa. Mừng. Khi mà chồng chị về em nghĩ là chồng sẽ mừng lắm. Em cũng mừng. Em cũng mong cho chồng em về thấy cuộc sống mẹ con em được bà con giúp đỡ như vậy đầy đủ. Con em cũng khỏi bệnh nữa. Thôi mẹ ơi. Em cũng mừng.
chồng em thấy được về, chồng em rất là mừng. Em muốn cho người chồng em được về sớm. Chị cố gắng lên chị, em biết là dạ. Bây giờ chị nuôi bốn đứa nhỏ rất là khó khăn luôn á. Dạ. Chạy đi bán vé số mỗi ngày thì cũng dạ. đâu có bao nhiêu đâu. Dạ. Thì mình có đồng nào mình lo sống ngày đó thôi. Dạ. Cố gắng lên đi rồi ít hơn rồi dạ. chồng chị về phụ với chị. Còn dạ. mấy con á là ở nhà là sao cười quậy? Coi em tắm làm sao hả? Kể đi con đừng có nhìn em. Còn mấy con ở nhà cũng phải là trông em phụ mẹ nha không? Đêm nào ngủ không được, đêm nào cũng thấy được đầy đủ lo cho con gì mừng dữ lắm, không có ngủ được. Không ngờ là cuộc đời em mà được người ta giúp đỡ như vậy, Mạnh Thường Quân giúp đỡ mẹ con em như vậy. Tiếng ngày chồng em về, mừng lắm. Dạ thôi chị đừng khóc nữa. Em biết là cái cảm xúc chị mừng lắm. Dạ. Đừng khóc nha. Bây giờ mẹ với chú Nghĩa đi mua chiếc xe máy để mẹ chở con đi khám bệnh nha. Con mau hết bệnh nha. Con chờ ba về nha. Dạ. Con cảm ơn cô Hằng. Dạ. Dạ. Con cảm ơn sư cô nhiều, sư cô. Nhờ có sư cô mà gia đình con được có căn nhà ở như vậy. Dạ. Cảm ơn sư cô rất là nhiều. Hôm nay thì em tới đây thì lúc trước á thì sư cô có hứa hỗ trợ cho mình là 6 tháng tiền nhà á chị. Dạ. Nhưng mà lúc kia chị ở bển có 600 ngàn thôi. Dạ. Thì hôm nay thì em đưa chị thêm là 3 triệu 6 nữa. Dạ. Là cũng như là 6 tháng tiền nhà thì dạ. mỗi tháng là 1 triệu 2 đúng không? Dạ. 1 tháng 1 triệu 2. À. Dạ. Thì bây giờ em đưa thêm 3 mà triệu 6 nữa là đủ 6 tháng tiền nhà nha chị. Dạ. Sư cô có nói em gửi dạ. tới cho chị. Dạ con cảm ơn sư cô Hằng. Năm mẹ con cảm ơn cô. Dạ thì em xin gửi dạ. là 3 triệu 6. Dạ. Thì lúc trước thì em cũng gửi chị 3 dạ. triệu 6 nữa. Thì dạ. cũng như là hôm nay chị qua đây chị đóng 6 tháng tiền nhà dạ. ở đây á. Dạ. Rồi chị cũng an tâm về cái việc tiền dạ. nhà thì sư cô sẽ khi nào hết 6 tháng thì em sẽ xuống em thăm gia đình dạ. mình. Dạ con cảm ơn sư cô nhiều. Dạ. Năm mẹ con không cảm ơn sư cô. Dạ. Cảm ơn cô Hằng. Cảm ơn cô Hằng. Chị cũng bán cũng trông bé kỹ xíu chị. Dạ. Giờ bé nó bệnh vậy thì dạ. chị ở nhà chị mà trong không thì yeah. cũng không có tiền mà yeah. giờ gửi thì cũng người ta cũng không nhận hai yeah. nên mình cũng đâu có đủ tiền đâu có gửi yeah. đâu yeah. Yeah. Còn cái số tiền mà 20 triệu á yeah. Đợi khi nào mà chị muốn lấy thì em đưa lại chị yeah. nha. Dạ yeah. Thôi bây giờ em chị đi mua yeah. xe máy đi. Dạ yeah. Con ở nhà con mà trông bé đúng không gái? Anh hai ở nhà coi em con. Anh hai ở nhà với con luôn. Con chú con hai đi con bộ lắm. Vậy hả? Ừ. Thì chú chỉ chở mẹ đi mua xe thôi rồi tí nó về. Rồi mấy mẹ con cùng nhau nhìn chiếc xe nha. Dạ. Chị con đưa hồi cho bạn. Hả? Hồi hộp hả? Không biết xe. Đi con. Rồi chị thôi mình đi chị. Dạ. Dạ con cảm ơn Mạnh Thường Quân, cảm ơn sư cô, cảm ơn cô Hằng. Dạ. Dạ. Ủa bé nó làm gì đây đi ơi sao chứ chị trời ơi sao vậy con thôi trời nắng á trời đâu con giặt đồ đâu trời ơi tắm gì hả đã vậy về đây là sướng rồi về đây là sướng rồi quá chị đồ luôn thôi đừng tắm coi nắng á vô đi. Đi vô nè con, đi vô đi. Mà con tắm xíu chút. Đi vô đi con. Rồi, con tắm xíu thôi rồi vô nha. Đi vô nha con. Vậy thôi con chịu con tắm đi. Đi tắm đi, rồi đi vô nha, đi vô. Dạ thì em mới đưa chị tới cửa hàng xe máy rồi cô chú chị. Bây giờ sẽ vào bên trong lựa cho chị một chiếc xe. Chị ơi, dạ. cái cảm xúc mà khi mà mới tới cửa hàng xe giờ thì trong lòng sao chị? Mừng. Mừng sao? Mừng không biết nói gì luôn. Rồi xe này thích chiếc nào? Chiếc nào anh lựa chiếc nào lấy chiếc đó em cũng không biết chiếc nào. Chị đi một vòng coi trước xíu đi, lâu lâu mới có dịp ngắm xe đi, ngắm một vòng đi. Em chào anh. Dạ em chào anh. Cửa hàng này thì Nghĩa hay mua xe cô chú chị. Thì anh này cũng biết Nghĩa hay mua xe cho bà con á nên là anh cũng bớt để mà mua ủng hộ anh luôn. Anh có chiếc xe nào mà cho chị gái chạy mà không có nặng nề quá anh? Con gái chạy á. Chiếc nào anh? Chiếc này được không? Chiếc này là nhiêu?
này 7,5 triệu. 7,5 triệu hả? Ừ. Còn mấy chiếc này? Chiếc này 11 triệu. Còn mấy trên đây sao anh? Trên đây hàng Trung Quốc đúng không? Còn mấy cái này nè, còn mấy cái đó là ẩm á. Chiếc này? Ừ. Chiếc này nhiêu? 8 triệu đó. 8 triệu hả? Ủa, người 8 triệu có bớt không anh hả? Mày coi, chị chọn đi, có gì để bớt cho. Hả? Chị chọn đi, chiếc xe nào đi. Tao chị đi, thấy chiếc nào chị thôi. Anh lựa thích, anh lựa cho em có đâu có biết chiếc xe nào đó. Nhưng mà chiếc này chị chạy cũng được hay sao? Dạ. Được không? Đó giờ không. Dạ. Chiếc đó có đề không anh? Có, xe nào có đề. Chị thấy chiếc này được không? Được không? Được, gắn bình vô. Chiếc bản 8 triệu anh hả? Chiếc này Trung Quốc, Trung Quốc vậy? Chạy qua đây chị. Chiếc này được không? Chị đi vòng gì chị ngắm đi. Đi vô trong ngắm lại đi. Chiếc này thì bự quá. Thôi chiếc bên đó đi, chiếc này bự quá. Chiếc này bự quá hả? Dạ. Bự quá chị chống không nổi hả? Dạ. Cho em chiếc đó đi, chiếc này nó nhỏ hơn. Chiếc này hả chị? Dạ. Chiếc này được. Chiếc Subaru rút, tao rút sao anh? Chiếc rút này 12 triệu thôi. 12 triệu không? Đòi mới. Dạ. Nghe nè. Nghe. Chị em thấy chiếc đó nó cũng không có bự đâu chị. Dạ. Chiếc đó nó cũng ngang ngang chiếc này thôi à. Dạ. Nhìn kỹ là đi. Đâu chị bật chống xuống cho chống thử coi. Em bật nổi. Hay là chị lấy chiếc SH luôn đi. Thôi. Đây, từ. Đợi anh xíu. Anh ơi, anh bật xe xuống cho em thử anh. À, cô chú anh chị thấy chiếc xe được, cô chú anh chị. Tại em thấy chiếc xe này cũng cứng hơn chiếc xe kia nhiều. Chứ chiếc xe này thật ra cũng đâu bự hơn xe kia đâu anh. Cũng ngang ngang à. Cũng thứ à. Không ai chị lấy chiếc SH luôn đi chị. Không có tiền. Có nhiều tiền chị bù. em nói cho vui với cô chú anh chị cho nó sinh động xíu. Anh dựng cái chiếc xe này xuống giùm cho em. Dựng chiếc xe này xuống giùm cho em. À, cho chị ngồi thử anh. Sao không có mấy chiếc SH không lấy chị? Không biết chạy tay ga. Chị chú lấy em cũng không có đủ tiền bù vô nữa. Chiếc này thấy em không chị? Chiếc nào cũng được, anh cho là chiếc nào cũng được cũng mừng trong bụng. Họ khỏi đi xe ôm, tốn tiền xe ôm. Thấy chị đi xe ôm thì mỗi lần đi chở con khám bệnh, mỗi lần đi là 500 ngàn á. Ở đâu rồi? Dạ, ở ngay chỗ Long An á, Long An bến lức mình á, đi tới Nhi Đồng 2 mỗi lần đi khám bệnh. Mà cứ 3 ngày đi khám bệnh một lần. Mà chị này thì đi bán giấy số anh. Đây là cái chiếc xe này của chú anh chị. Thấy cái đây đó là cái cửa cái hàng gì của đó anh không? Thanh Tùng. Cái địa chỉ là 217 ấp Chánh, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức. Chiếc màu trắng đó. Dạ thì lúc đầu thì em định mua chiếc xe này tặng cho chị, nhưng mà xe này thì hiện tại là cái niềng đang xét với một phần áo bị lỗi chạy cũng có hơi kêu cô chú chị, nên là anh cũng bớt là tối đa cho tiền cho em. Rồi em cũng có chia sẻ với cô Hằng á, thì cô Hằng cũng muốn giúp cho chị một cái phương tiện tốt để mà chị chở bé đi khám bệnh. Rồi anh ơi, anh lấy chiếc xe trong kia mà em đưa anh, thì cô Hằng tặng cho chị cái chiếc xe này chị. Con cảm ơn cô Hằng. Dạ, đi vô đi. Chiếc xe này là anh mà bớt tối đa là còn nhiêu tiền anh hả? 11 triệu 700 ngàn á. Dạ. Thì do anh này ảnh thấy là em cũng hay mua xe để mà đi cho bà con á, thì anh cũng bớt tiền của chú anh chị. Chiếc xe này đời 2019 anh ha. Dạ đúng rồi.
Dạ. Sao chị? Mừng. Cấu dáng không? Mừng. Lần đầu tiên trong đời được có người giúp, dạ cô Hằng giúp đỡ cho con có chiếc xe để chở con đi khám bệnh. Lần đầu tiên mới được. Rồi hồi trước giờ em đi mua xe, đây là cái chiếc xe là đầu tiên mà đẹp như thế này luôn á. Còn mới lắm cô chú anh chị. Chị ngồi anh thử đi. Anh nhắc chú cho chị ngồi giùm em anh. Xe này con gái ngồi hợp luôn anh ha. Đó. Được không chị? Dạ được. Trời ơi, ngồi lên nhìn sang cái gì? Mừng. Ngồi lên nhìn đâu có giống dân đi bán giấy số đâu trời. Mừng quá trời mừng, con cảm ơn cô Hằng. Trời ơi. Để em quay sơn vòng dạ. Cô gái bán giấy số của cô chú anh chị. Dạ, anh ơi vậy anh chốt cho em chiếc này đi anh. Dạ. Dạ một lần nữa con cảm ơn cô Hằng, con cảm ơn sư cô. Dạ. Nhớ chị mở đi, dặn nha sao nha. Dạ. Nó mở lên nè. Dạ. Nghe sao nha. Dạ. Còn cái này là chống trộm. Dạ. Mở phá lên á, mình không kê ngay này nè. Dạ. Nè không phải nó kêu hết rồi. Dạ. Không phải nó hú. Dạ. Nó là chống trộm nha. Dạ. Rồi mở xăng lên, đổ xăng đây nha. Dạ. Mới tin nè. Dạ mới tin luôn á. Dạ con cảm ơn cô Hằng nhiều. Dạ. Nè mở lên nè. Kê này vô đây. Dạ. Kê này nè, đó. Dạ. Tiếp là chạy. Dạ. Xe còn rất là mới luôn cô chú anh chị. À, đây là cái cờ quạt xe nè chị. Dạ. Thì em gửi cho chị. Dạ. Bây giờ chị có đồ gì đựng kỹ không? Hay là dạ. Em giữ tới nhà em đưa? Dạ giữ tới nhà đưa cũng được. Ha. Dạ. Thì tí em đưa. Đời 2019 nên là xe rất còn mới. Dạ. Thì với giá là 11.700.000 đúng không anh? Dạ đúng. Rồi chị nay là nhìn không ra luôn chị. Không ra là bán số luôn. Chị chạy được ai biết chị bán số? Em đạp xe đạp, chiếc xe này để nhà không dám chạy. Nhưng mà để nhà phải phá kỹ nha. Dạ. Bây giờ thì anh sẽ làm giấy tờ mua bán để mà biết là xe chị này có mua bán của chú chị. Thì đi ra đường thì công an cũng không làm khó được mình. Gửi anh 11.700.000 anh tiếp anh em ạ. Đây là cái giấy mua bán này cô chú anh chị. 11.700.000. Dạ đủ rồi. Dạ rồi. Anh chị giữ giấy này nè chị. Rồi em về anh. Dạ em. Dạ cảm ơn. Dạ. Rồi. Dạ lần nữa con cảm ơn cô Hằng. Bây giờ đi không biết là người bán số luôn á. Anh chưa nha. Anh nhìn mà chị này không biết chữ không? Nhìn không ra đúng không? Không ra. À. Sáng láng. Sáng láng luôn á. Chị hồi nãy chị đâu biết chữ đâu cô chú chị rồi làm gì? Dạ. Chị không biết chữ gì đâu. Đến chữ viết chữ thập. Chữ thập là sao? Là không biết chữ em ký tên. Lăn tay. Dạ. Làm vậy anh cảm ơn nha. Lấy xe về đi chị. Dạ. Xe giờ chính thức thuộc về chị rồi đó. Dạ. Rồi nay nhìn không ra luôn. Rồi mấy mốt chồng về sau nhận ra. Lấy xe này. Em đi lấy nó. Rồi vừa đó chồng về chồng sao nhận ra được. Thì bây giờ em với chị sẽ về nhà. Rồi nhớ không? Dạ. Mở chìa khóa lên. Dạ. Cái này vô đây. Dạ. Rồi nước tiếp rồi em. Rồi dạ. Chạy em. Mình đi về đường này hả anh? Đúng rồi, ra này. Anh đi trước em mới biết. Chị chạy trước đi, chị chạy rồi em chạy theo. Chạy thử được không? Rồi, chạy cũng cứng quá chứ. Đường nhỏ chạy không được, đường lớn chạy không được. Bây giờ chạy thấy sao chị? Dạ, vung mà mừng quá trời, mừng luôn. Rồi, mẹ có xe nè. Dạ. Lên đi theo mẹ. Nè con, đi leo lên theo mẹ nè. Rồi, chống nổi không vậy? Đừng có leo lên. Thôi chạy về đi, chạy về đi. Đi vô nghe mẹ chạy vô. Chạy. Em mới... Chị mới dẫn chị đi mua xe về với mua bàn ghế cho mấy mẹ con ăn cơm cô chú chị. Một cái bàn inox với 6 cái ghế của sư cô hội từ thiện đi viện thôi Úc Châu tặng cho mấy mẹ con. Dạ con. Vô con. Dạ con cảm ơn sư cô. Nãy giờ xe đậu nhà con thấy làm sao không trai? Vui. Nay có bàn cho mấy mẹ con ăn cơm rồi.
Trời ơi, đã quá. Lấy dao vậy, lấy dao gọc. Trời ơi. Thích không? Thích được không? Trời ơi, đã quá à. Ê, bụi nha. Bụi. Con gái đem, để hồi đó mẹ ra lấy đồ mẹ ra lau. Chị đem rửa lại sơ sơ đi chị. Dạ. Ờ, có làm phụ mẹ đi. Em làm đi. Chiều con lên bàn con ăn cơm nha. Dạ. Rồi con cảm ơn đi. Ờ, giỏi vậy. Cái bàn này là ai mà tặng cho con? Chú tặng. Chú tặng nhưng mà tiền của sư cô mua cho con. Rồi con cảm ơn đi. Con cảm ơn sư cô. Ờ, giỏi vậy trời. Đi nhấn nha cho em rồi. Hôm nay ngồi mẹ nè con. Trời ơi, có bà này mấy mẹ con ngồi ăn cơm là ngon lành luôn ha. Dạ. Cái này dơ. Không biết dơ con. Này dơ. À, con thích không? Mẹ ơi, chị cô. Con thích không? Mẹ ơi, con muốn ăn. Muốn ăn hả? Hả? Dạ, con muốn mì. Con muốn mì hả? Chiều mẹ nấu con ăn nha. Con muốn ăn. Chút đi rồi ăn. Không, nha. Không chịu đó. Ừ. Rồi con thấy bữa nay cái bàn đẹp không? Đẹp. Vậy lần tí nữa là kêu mẹ là dọn cơm ăn trên bàn nha. Dạ, mẹ ơi con muốn cơm. À, rồi nhanh đi. Con nói con cảm ơn sư cô đi. Rồi đi là bây giờ mấy mẹ con đi lên trên coi lại chiếc xe đi từ nãy giờ. Đi. Trời ơi, đã quá. Đi thôi. Đó. Nè. Thấy xe đẹp không? Dạ đẹp. Muốn chơi xe thì sao? Là con đứng đây nè. Con đứng đây nè. À. Đứng đây mẹ nghe. Con muốn chơi. Ơi. Thích không? Con thích không? Thích. Con dạ thích. Rồi con nói ra con mua cho con. À, cô Hằng mua cho con. Cảm ơn bà đi. Con cảm ơn bà Hằng. Đây nè anh ta đây. Rồi đông. Rồi con nói đi. Dạ em cũng chúc mừng cho chị là có chỗ ở cũng ổn định rồi thì dạ. Cũng có Mạnh Thường Quân ủng hộ cho chị ha. Dạ. Rồi được cô Hằng tặng chiếc dạ. Xe có phương tiện để mà mấy mẹ con có đi đâu đi dạ. Và chở bé đi khám bệnh. Dạ. Đỡ tốn kém tiền kia hơn nữa. Dạ. Và bây giờ là mình đang đứng trong nhà mình bây giờ là cái cảm xúc mà tới thời điểm hiện tại mình sao chị? Cảm xúc em rất là mừng. Dạ, con cũng cảm ơn sư cô, cảm ơn cô Hằng. Dạ con một lần nữa con cảm ơn sư cô, nhờ sư cô giúp đỡ gia đình con mới có căn nhà ở trúng mưa trúng nắng cho mấy đứa con nó ở. Rồi em cũng cảm ơn cô Hằng để giúp đỡ cho con có chiếc xe để chở con đi khám bệnh, không có tốn tiền xe ôm nữa. Yeah. Rồi mấy con nay thấy mẹ có chiếc xe trong lòng mấy con sao không trai? Hay vui, dạ, cũng có xe chở em con đi khám bệnh, khỏi đi có xe ôm tốn tiền. Khi mà chắc chồng chị về thì chồng chị cũng bất ngờ lắm luôn á. Dạ lần đầu tiên mới được có người giúp đỡ Mạnh Thường Quân với cô chú giúp đỡ cho con có tiền có xe đồ từ mơ mốt chồng con về chồng con rất là mừng. Con cũng cảm ơn chị ơi thì chị lấy cho em ủng hộ chị 50 tờ giấy số chị sư cô mua ủng hộ cho chị. Dạ con cảm ơn sư cô. Dạ. À, cho em lấy 50 tờ chị nè. À, số tiền 500 ngàn chị. Dạ. Dạ. Con cảm ơn sư cô. Dạ. Dưới em gửi cái cờ quẹt xe cho chị á. Chị dạ. Như xe này là cái cờ quẹt rất quan trọng nha. Dạ. Chị giữ kỹ. Mình để nhà đi rồi khi mình về tới nhà mình phải dẫn xe vào nhà mình phá cổ rồi. Chị phá là không được gắn trong xe chị. Dạ. Rồi xe cộ thì chị nhớ là chạy xe rồi phá cổ cẩn thận nha chị. Rồi đậu trong nhà mình đi á mình phải phá cổ lại. Dạ. Rồi mình có mấy đứa nít là tuyệt đối là không cho nó đi ra khỏi nhà bỏ chiếc xe không có người trong nha chị. Dạ. Nhớ giữ cẩn thận nha. Dạ. Tại vì xe này là để mà giúp cho chị đi khám bệnh cho bé. Dạ. Cô Hằng cũng mong muốn là giúp cho chị một phương tiện tốt á. Dạ. Tại vì chị là con gái đi xe này thật sự nó cũng tốt nhưng mà rất là nguy hiểm. Cái hai đứa mình ở đây nào đi ra vô cẩn thận xe cộ nha. Dạ. Con cũng nhớ coi xe phụ mẹ nha con trai. Dạ. Dạ một lần nữa con cảm ơn cô Hằng. Cảm ơn cô Hằng. Cảm ơn
sư cô, cảm ơn cô chú, cảm ơn mạnh thường quân. Dạ thì em xin phép là khép lại video tại đây, em chúc cô chú chị được nhiều sức khỏe và được nhiều thành công trong cuộc sống ạ. Dạ em xin phép về chị. Dạ. Cảm ơn sư cô.